đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng, hạt mưa rêu rắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đội mưa mà đi đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã, hạt mưa rơi ướt mi nan sẽ thắp tim tràn giây phút ngỡ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư chậm lắng, hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đôi mưa mà đi đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta bâng khuâng hoang mang anh mong từ xa, hạt mưa rơi ướt mi nàng sẽ thắt tim chàng giây phút ngơ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa. Đêm mưa thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đôi mưa mà đi đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã, nàng sẽ thắt tim chàng giây phút ngơ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa, giã từ đêm mưa, giã từ đêm mưa.
dễ thương. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Minh xin được gửi đến 4 vị khách mời cũng như là anh MC Điển Trai, Bạch Công Khanh cùng với tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Hoàng Minh. Dạ, và cũng không quên cho phép Hoàng Minh xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ nữa nha. Dạ. Nhìn thì rất là baby nhưng mà nét diễn thì rất là lãng tử nha. Chị Ngọc Liên có cảm nhận vậy không ạ? Thật sự là bây giờ là Liên có lời khen cho Minh rất nhiều luôn á. Tại vì thật sự ra là cái bài hát này Liên không bao giờ nghĩ là Liên sẽ diễn được như vậy. Bởi vì khi ra sân khấu cái nhạc nó lôi cuốn mình quá. Xong mà khi ngước lên thấy em này, trời sao mà trẻ quá vậy. Nhưng mà khi mà nhạc lên là em ra em giữ cái dáng, xong là bắt đầu là Liên biết Liên phải làm gì. Cái phần biểu diễn này với cái động tác múa đi qua đi lại, mặc dù là chưa tập bao giờ và tự nhiên mình thấy mình cũng rất là ăn ý, cho nên là chị Liên rất thích. Dạ, sẵn đây chúng ta sẽ hỏi luôn Hoàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em vừa 23 nồi bánh chưng thôi. Wow, 23 nồi bánh chưng trẻ. Còn quá là trẻ luôn. Quá trẻ. Đồng trang lứa với anh Kim Tử Long. Tôi thấy cặp đôi này rất xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do em cũng chọn. Em rất là dạng sân khấu, mà người ca sĩ phải có cái đó. Và anh hy vọng rằng với cái giọng hát của em như thế này đó, mà em được rèn luyện hơn nữa. Em mới có 23 tuổi thôi. Tuổi này chưa phải là cái tuổi mà giọng chính, giọng nó vẫn còn có thể là phát triển ra nữa. Dạ, anh xin cảm ơn rất nhiều. Theo cái cảm nhận riêng của anh thì cái chất giọng của em là có, và giọng em khá dày, và cái độ vang nó cũng có luôn. Bây giờ cái em cần là có cái những cái kinh nghiệm về cái cuộc sống, những cái trải nghiệm về cuộc sống để em hát cái bài hát nó sâu hơn nữa. Không phải là chê cái này là chưa sâu nha, mà là em sẽ có cái từng trải trong cái bài hát em nữa, thì nó mà cái đó thì phải đòi hỏi về cái tuổi đời nữa. Mà hôm nay với cái tuổi như vậy và em hát như vậy, và chị, anh nghĩ là chị Liên phải suy nghĩ về một cái bạn partner này, về cái cách diễn cũng như anh thấy là rất là hợp với, đã thấy rất là hợp với Liên trong cái cách mà hai người phối hợp với nhau trong cái cách diễn và trong cách ca luôn. Tuy là lần đầu tiên không ráp gì cả, lên là hai người hát luôn, nhưng mà đã ăn ý như vậy rồi thì đại nghĩ là Liên nên suy nghĩ. Yeah. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Hoàng Minh. Nam mô Di Bố Phật. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa, em ơi anh vẫn chờ hữu duyên mà thiên ly ngộ, như đôi chim sổ lòng ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm, nó kêu nước lên ra duyên anh. Mẹ về nhà
mới leo dây. Nam mô Di Bố Phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật, ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa. Anh ơi em dần chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng, ruộng xa anh gieo chín vàng mềm bếp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Mẹ về nhà đang reo các con ơi, để mai mình gieo đắm mà. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng, ta yêu nhau thiết tha. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng, anh ơi em dần chờ, để anh về thưa với mẹ. Đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thánh thơi ra duyên anh cưới em, ra duyên anh cưới em. Thật ra là thích chia sẻ tại vì bài này hát chị Phương, nhưng mà bây giờ ra duyên cưới mà bị anh Kiên anh cưới chị Phương mất rồi, thì bây giờ bài này ra duyên mình tính nha. Dạ em sẽ đợi ạ. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Thanh Thức. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ em tên là Mai Chi ạ, và em đến từ Cần Thơ. Xin chào Mai Chi, ngày hôm nay bạn cảm giác như thế nào khi mà hát cạnh trai đẹp? Dạ cũng rung ạ, tại đứng cái trai đẹp với lại anh Thanh Thức cũng là một người rất là nổi tiếng ạ. Dạ bạn nghĩ sao nếu như bài này bạn hát với anh Long? Dạ còn rung hơn. Dạ tại vì anh Kim Tử Long cũng em cũng rất là ngưỡng mộ ạ. Vậy Lê Phương chị nghĩ sao ạ? Khi mà bạn diễn của mình lúc trước hát chung bài này, bây giờ lại hát với một cô gái khác. Cách thể hiện của bạn Chi khác với cái giọng của Phương. Tại giọng của Phương thì trầm thấp, còn giọng của Chi thì cao, thanh. Cho nên là một cái giống như là một cái phiên bản mới thì nghe nó nhẹ nhàng thanh thoát. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Và ngày hôm nay Khanh hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ của anh Thanh Thức sẽ giúp cho tiếng hát của Mai Chi tỏa sáng và nhận được phần trăm bình chọn thật cao của quý vị khán giả tại trường quay. Dạ em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng vỗ tay nữa dành cho tiết mục này ạ. Thank you.
đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vây vơi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan ngày mai nếu chúng mình xa nhau. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến ban giám khảo cùng với các khán giả và đặc biệt là chị chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Trường Hải, hiện là giáo viên môn âm nhạc tại trường tiểu học Bế Văn Đàn. Và ngày hôm nay bạn có cảm xúc nào đặc biệt không khi mà lần đầu tiên hát với diễn viên Lê Phương? Dạ, cảm xúc đầu tiên của em là mở cửa xuống và nhìn chị đẹp quá. Đã là... có rung không? Em cũng rung chút xíu, nhưng mà đó một sự may mắn cho em. Tại vì chị đẹp quá nên em cảm giác như là kiểu như mình thân thuộc với nhau, kiểu như mình đã từng đã có một cái mối tình trong tưởng tượng thôi ạ. Để mình có cảm xúc mình hát với nhau những cái bài tình cảm như cái bài vừa rồi. Dạ, và cái phần thể hiện vừa rồi quả thật là rất là ăn ý luôn á. Chị Lê Phương ơi, chị đang nghĩ gì đấy? Chị cảm thấy là chị quá may mắn, tại vì chị chọn được giống như là người chơi đúng với cái giọng, cái tần số giọng của chị. Tại vì giọng của chị thật sự chị cảm nhận nó rất là khó. Và rất hay là, trời ơi, em hát hay quá em ơi. Dạ, cảm ơn. Rõ ràng đây là một màu sắc rất riêng. Anh Kinh Tử Long, anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu, đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Ngu si
lại những cánh đồng hoa. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ chỉ thế thôi. Hoang mang trong vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi. Bao lần anh đã tự hỏi. Vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thật sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu. Và em đang đã được thành sự thật. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết. Em so thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là
Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voi của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và cùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình.
được thưởng thức một tiết mục rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Yến Khoa, em quê ở Vĩnh Long, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là hôm nay có một cái điều gì đó nó liên quan tới mình lắm. Bởi vì ở cái vòng trước á thì là một cô gái mình cốm, cô kia là bánh da lợn. Là cốm màu rất là xem nhau. Dạ. Xong cái vô đây nè, màu nó cũng hơi xanh nhạt nhạt nữa, xanh lá mạ. Cũng có một xíu liên quan đó. Anh Guộc thấy gần, quá hợp với bài Chim Trắng Mồ Côi luôn. Giang cánh ra nào. Đấy. Quá hợp luôn. Không, duyên phận rồi. Tại vì lúc đầu đã để ý hai cô. Một cô là mặc tua rua, một cô thì mặc hơi lùm xùm. Hồng Cẩm ơi, bạn cảm giác như thế nào sau khi xem xong tiết mục vừa rồi? Em có nói với anh Long Nhật là giọng của bạn này rất là lạ. Ừ. Mà nó lại rất là chân thật. Nó có gì đó rất là chất phát và chân thật, giống như cái sự hồn nhiên của bạn trên sân khấu vậy đó. Rất là dễ thương luôn, chúc mừng em. Cảm ơn và chị. Điều đó thì rất là hợp với ca khúc này luôn rồi. Dạ. Còn nói gì nữa. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên trong đêm nay, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em. Bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó. Tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng. Bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cũng như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động.
thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên phố non, chưa từng nghe mắt rơi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối nhìn chiều hôn. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha thương lắm như xuống đời phù. Bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, anh mà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào Mộc Anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Vừa qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một điều rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm mà cái khi nốt trầm trầm lắm, thôi mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không. Nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ, thấy diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi! Em! Mọi người ơi! Trời ơi, mỗi nhà ăn giàu lắm, sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Nhà em giàu mà
gì? Đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền mà cũng bằng học hoàng nữa. Em ơi, nghe nói nè. Dạ. Cái đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á. Tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Vân Khánh. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, lời nói đầu tiên cho em Hiền Ngân xin gửi lời chào đến ban khách mời, anh MC cũng như là các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý khán giả đang xem đài. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Hiền Ngân, một cô gái rất là dễ thương. Thương quá à, nhìn dạ. Xinh xắn quá, ước chi con đứng đợi trong đó nãy giờ con hơi run xíu. Con luôn vừa đó. Sai lắm Khánh à. À vừa sai. À, bé Ngân năm nay Dạ con xin phép con được gọi cô bằng cô, tại vì con mới sinh năm 2000 thôi. Dạ. Thực sự là khi mà con cất tiếng hát lên á, trời nó ngọt ngào, nó dễ thương lắm. Tại vì cô hát tới một cái tâm thế nó khác. Còn bản thân con khi con ra với một cái sức trẻ, một cô gái người miền Nam và hát cái nhã chữ, cái giọng nó rặt miền Nam luôn, cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì là cô có học như thế nào đi nữa vẫn là một cái người không phải là miền Nam để mà hát về vùng đất này, cho nên là vẫn nghe một cái sự mượt mà, cái sự chân chất trong cái giọng hát của con. Dạ, con cũng xin tiết lộ với cô luôn, con cũng là người miền Trung luôn. Vậy hả? Con hay quá vậy giờ con. Cô biết nhưng mà con thì con là miền Trung theo xứ Nẩu chứ không phải là xứ Huế. À miền Trung mà cũng nói tiếng Nam đúng không? Dạ Phú Yên. À, Phú Yên. Dạ. Ừ. Dạ. Khánh và anh Quốc Đại tiếp tục chia sẻ về tiếng hát của Hiền Ngân. Đúng như là Vân Khánh nói thì cái giọng ca của con rất là trong trẻo, tự nhiên, nó tự nhiên phát ra là cái hương tóc mạ non, giống như là bài này thật sự là giống như hai chị em tâm sự với nhau vậy đó. Là người em tâm sự về người yêu đầu đời. Còn anh về đến thăm em, trời ơi anh nhìn thế mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền vậy đó. Nghe khoái quá.
Như sương mai nở chiều xuân, xin
về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều thân mến, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em xin gửi lời chào đến bốn anh chị nghệ sĩ đang ngồi đây, anh MC và Công Thanh và tất cả các bạn khán giả dễ thương đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang ngồi coi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất của em. Anh xin chào Thành Danh. Công việc chính của Thành Danh hiện tại là gì ạ? Dạ thưa anh, hiện tại em đang là giáo viên ạ. Em đang giảng dạy môn âm nhạc. Thảo nào. Bởi vậy anh phải cảm ơn Danh rất là nhiều luôn, khi mà anh và em cùng vào cái điệp khúc và em chuyển hát qua một cái quãng bè. Ôi cái quãng bè đó sao mà nó hay dữ vậy. Vừa bè rồi sau một hồi thì em bè đuổi nữa cho làm cho cái bài hát nó thêm phong phú. Và anh lúc đó anh nói thiệt là anh tự hát cái anh tự nổi da gà. cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Phải nói là chúc mừng em một tiết mục tuyệt vời. Đây là một bài hát Donny đóng giày cho em luôn rồi đó. Chị cảm nhận được trong cái bài hát á, em thể hiện rất là sâu sắc và em thả tất cả những cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Ngoài cái tâm tư ra thì em lại còn xử lý về kỹ thuật như nãy anh Đài chia sẻ. Quá hay. Thường thường là nếu mà khách mời sẽ là người hỗ trợ cho em á, thì thường thường là khách mời sẽ bè hay làm những cái bên ngoài để mà hỗ trợ. Nhưng mà bạn là rất là năng động cái chuyện đó. Và bạn bè nè, rồi bạn hát đuổi nè, các bạn làm những cái bài hát rất là có đầy màu sắc. Cái đó là một lời khen ngợi rất lớn đối với em. Và phải nói rằng là chị rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Em cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Bài hát này dành cho Quốc Đại. Tại vì cái giọng của Quốc Đại dày, mà nó bắt mít, mà nó nghe nó rất là bén. Nhưng mà sau khi em xuống đó, mặc dù rằng hạ xuống một tông, nhưng mà em hát giọng em vẫn dày, vẫn có cái khoảng rộng. Làm anh, trời đất ơi, hai người này sao làm như là chắc ở trong có tóc giật trước kìa. Lén lén mình. Hoặc là đã gọi điện thoại với nhau. Anh hôm nay anh sẽ bắt số 2 của em. Anh tưởng cái trời đó giống như là Donny đóng dài bài này cho hai người này vậy đó. Đã không gặp nhau thì làm sao có số mà gọi anh Long. Anh nói là hôm nay là đúng là bài hát này dành cho em và anh Quốc Đại. Nó tròn, nó hay, nó làm cho khán phòng mình nghe cảm giác như đang xem một buổi ca nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi biểu diễn đàng hoàng. Chúc mừng em. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi
không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng của cô. Từng hạt mưa đang gọi tên, anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghẹn nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười, tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không? Em hỡi, vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ anh làm sao nói được, vì anh không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng của cô. Vì anh thương em, anh thương em như thương cây bàng, như thương cây bàng non. Cây nhớ anh làm sao nói, làm sao được, làm sao nói. Thương em như thương hạt mưa non dài, vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình. Và đó là tiết mục vô cùng. Một bên thì dữ dội và mạnh mẽ, một bên thì rất là sâu lắng và tinh tế. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Quý vị khán giả một lần nữa. Và trước khi chúng ta biết kết quả thì hãy cùng Khanh lắng nghe những chia sẻ sau cùng của bốn vị khách mời dành cho tiết mục này. Với tiết mục này là bài của mình, cho nên lợi thế vẫn nghiêng về phía của em. Cái bài này danh hơi bị thấp đúng không? Nhưng mà cái nốt thấp của em nó xuống tới luôn. Nó nghe nó đã lắm. Nó không phải vì vậy mà nó làm em lu mờ. Hai bạn hát với nhau rất là ăn ý bè nữa. Tại vì em là giảng viên thanh nhạc cho nên là đâm ra là cái bè của em thì nó quá hoàn chỉnh rồi. Một bên giống như Khanh nói là bốc lửa giống như là khao khát gì đó. Còn một bên của em là giống như là chín chắn, sâu lắng, nhẹ nhàng. Cho nên là hai giọng hát chị đều thích cả. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn có hai cái sắc thái, cái màu khác nhau. Thực ra thì cái cảm thụ âm nhạc mỗi người mỗi khác nhau. Nếu mà ai nghiêng về cái tự nhiên, những cái gì mà nó mộc nhất từ giải trí thì là đúng là bạn Minh. Tại vì thực sự là chị cũng cảm nhận được trong giọng hát của bạn Minh có cái rất là hay nha. Bạn lên nó tình cảm lắm, nó lên nó mướt,
vì anh yêu em như yêu cái bảng non lúc bảng lên. Cái feel nó á, feel nó đã lắm, thật sự là như thế. Đương nhiên là cái lợi thế là đây là bài của bạn Minh, nhưng mà bạn bạn Danh cũng đã rất xuất sắc khi bạn Danh đã làm chủ, nói về bạn Danh là làm chủ sân khấu hoàn toàn, về bạn đã chinh phục được cái điều đó. Thì thực ra để mà nói lên đem bên bằng cân thì khó mà nói được, phải rất là đau đầu luôn á. Dạ tại vì mình chọn, nhưng mà hôm nay thì Khánh vẫn là để trong lòng. À, và để cái dành cái sự bình chọn này cho khán giả. À, và những là hai cái giọng ca này, giọng ca nào Vân Khánh rất thích. Và đương nhiên nó tùy theo thời gian thì bạn Minh, Vân Khánh nghĩ rằng bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn và bạn sẽ là một ca sĩ rất có triển vọng. Chúc mừng bạn và chúc mừng bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Vân Khánh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả. Năm 59% và 41%. Số bình chọn cao hơn là của người chiến thắng. Kết quả là 1 điểm. Chúc mừng Hoàng Minh là người chiến thắng tại Sóc Ca Giấu Mặt. Bạn đã có 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, như vậy là sau 2 phần của tập này chúng ta sẽ biết được người chơi giành chiến thắng, đó chính là Hoàng Minh. Gặp em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vấn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thử thương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh sẽ thêm giấc mơ. Đành ôm môi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Trời ơi. Trời ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn nay, mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ừ.
để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếm sau ta gặp nhau. Đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếm sau ta gặp nhau. Đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh. Lời nói đầu tiên cho phép Trạng Lê xin được kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Xin chào anh Trạng Lê. Cho Khanh hỏi là ca hát có phải là công việc chính của anh hay không ạ? Hiện tại giờ là chính rồi đó. Hồi trước đây là gì ạ? Trước đây thì Trạng Lê làm công việc về nhân sự. Và khi đến với chương trình này thì Khanh đã chia sẻ rằng các người chơi phải tập luyện rất nhiều các bài hát. Đó là 8 ca khúc của 4 nghệ sĩ khách mời. Và chắc chắn anh Trạng Lê cũng không hề biết là anh ấy sẽ phải hát ca khúc này và với một chàng trai khác. Cho phép Trạng Lê chia sẻ là Trạng Lê vui và cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đứng chung sân khấu và trình diễn một bài hát mà Trạng Lê thích, cũng như là anh Kim Tử Long đặc biệt yêu thích bài này. Dạ, đặc biệt là cái chi tiết mà anh gắn cái khăn cho anh đấy. Không em ơi, vì không biết anh muốn lấy cái gì mà anh cứ đưa tay này lên, không biết co gì giờ nó đi lòn qua luôn. Nữ tính anh giận cho anh đó. Em ơi, em không có gì cho anh, không biết tại sao luôn đó em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống, rồi tự nhiên hốt hồn anh, mình bị cuốn hút theo, cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của 3 nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Thank you.
Nếu năm xưa em lỗi hẹn và mình đừng quên nhau. Những ân tình ngày đó có bao nhiêu, thì dáng dỡ dàng có đâu nhiều. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn về biên mây, hà quên đi như chúng ta chưa hề quên. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biên mây. Cảm ơn một tiết mục song ca rất ấn tượng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ chỉ hướng đến giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa song ca với anh Hamlet. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên em xin được gửi đến quý anh chị nghệ sĩ cùng với tất cả quý khán giả có mặt trong đêm hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Em xin tự giới thiệu, em là Hạnh An và em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Hạnh An. Giới thiệu mà cũng có tweet nữa. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi mà lần đầu tiên tham gia chương trình này? Thật sự là em có một phần rất là hồi hộp, nhưng mà đi kèm với đấy thì rất là vui, bởi vì được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa và đặc biệt là được song ca với anh Hamlet Trương. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà Trương hát bài một mình thôi, cho nên là rất là rung. Thật ra cái màn vừa rồi là bạn dẫn Trương, chứ không phải là Trương hỗ trợ bạn nữa. Cảm ơn Hạnh An và anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Phương thấy Hamlet Trương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á. Giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hơn, nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương, nói chuyện hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục hợp, là giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau, hay quá chừng luôn đấy. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình thôi, nhưng mà hát thì thấy không có một mình thôi chút nào, thấy vui lắm. Thấy hai người luôn, giống có một mình đâu như Lê Hamlet Trương ơi. Cảm ơn anh Thanh Đức và chị Lê Phương. Thế còn Kim Tiểu Long, anh chắc chắn rằng sau cái chương trình này sẽ có rất nhiều người mời em đi hát với một giọng hát và mới một cái giống dáng như thế này. Dạ, một câu nói rất là hứa hẹn à. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong bọn em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi, hổn quá trời hổn luôn trời. Tiếng giang đồ. Quý vị thấy tiết mục này như thế nào ạ? Đẹp ơi. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây bắt đầu.
ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Thủ Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hello Trương ạ. Và cùng thể toàn thể tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mai, Khanh với Như Mai đóng chung phim rồi. Người quen, yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mai hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình. Còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Như Mai. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. May rất là may mắn tại vì diễn với anh Long diễn rất là nhiều. Do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu. Làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và như may hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em. Đang thương và đang được yêu. Sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này cho đến cuối chương trình. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái mặc một chiếc áo rất là đẹp.
Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Lan và em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho anh hỏi công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ, hiện tại em đang là một ca sĩ tự do và em cũng có đi dạy bên âm nhạc luôn ạ. À, dạ. Cũng là một giáo viên. Dạ. Bạn cảm thấy như thế nào giữa cái việc mà mình gặp gỡ học trò với lại việc mình đứng trên sân khấu hát? Hai việc đó thì thật ra là nó cũng tương đồng như nhau. Mình đứng ở sân khấu thì mình cũng thể hiện cảm xúc và mình truyền tải những cái bài hát qua bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Khi mình dạy học trò thì mình cũng phải đứng trên bục giảng và mình dạy bằng cái tâm của mình để học trò có thể hiểu được. Cảm ơn Tuyết Lan rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của ba vị khách mời còn lại khi mà thưởng thức tiết mục Tình Đời. Quá xá tình trên sân khấu và hôm nay em ganh tị với anh Long Nhật vô cùng. Thế rõ ràng là từ cái đón đầu tiên của anh là anh bước lên cầu thang, hình ảnh nó đẹp dễ sợ. Và đặc biệt ở Tuyết Lan thì anh ấn tượng về cái cách nhả chữ của em. Em nhả chữ rất kỹ. Và có lẽ là điều đó cũng hợp với anh Long Nhật luôn. Cái sự hòa quyện và cái cách hát tỉ mỉ, tinh tế, nắng nót từng chữ thì hai anh em đã làm rất là hòa quyện và cho Quốc Đại một cái cảm giác, một ca khúc Tình Đời đông đầy tình cảm, đông đầy cảm xúc. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Thế còn ca sĩ Hồng Gấm thì sao? Bài này cũng là một bài mà Khanh đã từng nghe Gấm hát. Em đặc biệt rất thích bài hát này. Rất cảm ơn bạn Tuyết Lan đã thể hiện rất là thành công, cho Gấm thấy được là bạn đang hát cho chính cuộc đời của bạn. Và Gấm cũng được an ủi khi mà nhờ có chàng trai này hứa hẹn sẽ che chở, sẽ cùng chia sẻ, cùng cảm thông. Vì Hồng Gấm cũng cầu mong là tất cả các anh chị nghệ sĩ khi mà làm nghề ca hát sẽ được tìm được một cái người thấu hiểu, thông cảm và yêu thương mình ở bên cạnh mình. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Thế còn Nam Cường, anh có ganh tị với Long Nhật không ạ? Không, mà phải nói là cảm ơn anh Long Nhật đã lựa chọn bài hát này. Bởi vì anh biết không, khi mà anh đứng đây anh cất cái tiếng hát của anh lên á thì rất là nhiều những ký ức hiện về. Bởi vì đây là một trong những bài hát mà em đã từng nghe trong một cái giai đoạn mà hơi khó khăn của em trong nghề nghiệp. Thật sự là bạn phải cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Bởi vì bạn biết không, khi mà mình hát ra sân khấu một giọng ca đẹp, một ngoại hình đẹp, nó vẫn chưa đủ bằng một cái cảm xúc đẹp nữa, thì nó sẽ giúp cho cái khán giả cảm nhận được ca khúc của mình nhiều hơn. Và hôm nay thì anh Nhật mang lại cái điều đó, đúng là giống như là một bậc thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và hy vọng rằng cái sự hỗ trợ hết mình của anh Long Nhật sẽ giúp cho Tuyết Lan ghi điểm được trong mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay. Xin mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Rằng
trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắng vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng đời trở như bàn tay. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đêm dần đời trở như bàn tay. Một màn kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với Hành Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi trên đường chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát. Mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả. Mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật. Em rất là thích. Anh cảm ơn em nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, cho anh cảm ơn ạ. Cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn buổi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa.
tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Rồi sắp khóc nữa rồi. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau.
vị, và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau. Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là